4 ngân hàng quốc doanh chiếm hơn nửa tổng lượng tiền gửi. Số liệu từ báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 của gần 30 ngân hàng cho thấy, tổng số dư tiền gửi khách hàng tính đến cuối tháng 6 đạt hơn 9 triệu tỷ đồng, tăng 4,2% so với cuối năm 2020. Nhóm 4 ngân hàng quốc doanh là Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank có số dư tiền gửi lớn nhất với gần 4,9 triệu tỷ đồng, chiếm đến 53,8% tổng số tiền gửi khách hàng của toàn hệ thống. Trong đó, theo báo cáo tài chính riêng lẻ, Agribank dẫn đầu ngành về quy mô tiền gửi với 1,46 triệu tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm. BIDV đứng thứ hai với gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% sau 6 tháng. Vietcombank và Vietinbank đều có tiền gửi trên triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 1,9% và 5%. Như vậy, nhóm ngân hàng quốc doanh có quy mô tiền gửi cao hơn 25 ngân hàng cổ phần tư nhân cộng lại. Nhưng đây lại là nhóm ngân hàng có mức lãi suất ít biến động nhất trong 6 tháng qua và cũng là những ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất thị trường.